Một loài sát COVID ở bên tàu đã gây ra bao ác mộng thế gian. Giờ nhìn người ta sống như là ma, vì đi massage cùng bịt khẩu trang. Sát COVID lan tràn thế giới, từ Mỹ, Pháp, Anh, từ Úc qua tới Lào. Nàng COVID không chừa bất cứ ai, gieo sầu đau đến cho con người. Giờ đành sống yên vui ở trong nhà, chớ đi lang thang dính Corona. Rồi thì người ta cách lên thật xa, hẹn anh tháng sau ta nhau với.